Xin chào thầy và tất cả các bạn, em tên là Nguyễn Thị Ái, mã số sinh viên 17140248, học lớp vị xử lý chia thứ tư năm 2020-2021. Sau đây em xin trình bày về bài tập 5. Bài tập 5 yêu cầu điều khiển 8 lát 7 đoạn tiếp theo, yêu cầu là lát 12 đếm từ 0 đến 15 mỗi lần tăng một giá trị, lát 78 đếm xuống từ 26 xuống 0 mỗi lần giảm hai giá trị, các lát còn lại hiển thị trong gạch. Việc đếm lên và đếm xuống sẽ đồng thời lặp lại theo chu kỳ. Đây là về mặt nguyên lý. Mình sẽ sử dụng một áp suất 1687. Mình sẽ sử dụng IC dịch, mình sẽ viết theo kiểu là dịch dữ liệu nên là mình sẽ sử dụng 74595. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp quét, vì sử dụng dịch nên mình sẽ dùng từng con lát 7 đoạn riêng. Loại cắt tốt chung, ấy anh nói chung. Thì sẽ có động mức thấp nên mình sẽ cho nó lên mức cao để nó không tác động. Cụ thể âm ở đây thì mình sẽ sử dụng MHz. Sau đó mình sẽ tiến hành nối các chân với chân RD0, mình sẽ chọn làm chân cấp xung ngõ vào cho IC dịch. Chân RD1 sẽ là ngõ vào dữ liệu kiểu nối tiếp. Chân RD2 sẽ là chân cấp xung cho dịch dữ liệu ra, và các chân Q0, Q1, Q0 đến Q7 sẽ là dữ liệu mở ra kiểu song song. Mình sẽ nối trực tiếp đến từng lát tương ứng. IC dịch thứ nhất thì sẽ cho lát 1, thứ hai sẽ cho lát 2. Và giữa các 74595 thì mình sẽ nối với nhau bằng Q7 phẩy là kiểu dữ liệu ra kiểu nối tiếp. Thì trên đây là mặt nguyên lý, là toàn bộ mặt nguyên lý của mình. Tiếp theo sẽ là lưu đồ. Thì lưu đồ của mình như sau. Bắt đầu thì đầu tiên thì cho khai báo thư viện, khai báo mảng biến cấu hình các chân. Thì ban đầu mình sẽ cho biến đếm 1 là bằng 0. Biến đếm 1 là để đếm lên từ 0 đến 15 mỗi lần tăng một đơn vị, và biến đếm 2 là từ 26,0 mỗi lần giảm hai đơn vị. Sau đó mình sẽ cho xuất lát ra, xuất 8 lát ra, và mình sẽ so sánh. Đếm 1 bé hơn 15 thì cho đếm 1 tăng 1 đơn vị, bởi vì mình cho xuất lát trước rồi, mình mới kiểm tra, nên là mình chỉ cần đếm 1 bé hơn 15. Còn nếu mà mình muốn xuất lát phía sau khi kiểm tra điều kiện á, thì mình sẽ cho kiểm tra điều kiện là đếm 1 cộng thêm 1 có lớn hơn 15 hay không. Nếu mà lớn hơn á, thì mình sẽ không cộng, mình sẽ quay lại. Nếu mà lớn hơn 15 á, nếu mà sau khi cộng thì lớn hơn 15 thì mình sẽ không cộng. Tương tự, sau đó mình sẽ kiểm tra biến đếm 2, nếu mà lớn hơn 0, mỗi lần giảm hai đơn vị mà từ 26 xuống là số chẵn, nên là số gần 0 nhất sẽ là số 2. Mà khi biến đếm 2 lớn hơn 0 thì biến đếm 2 sẽ trừ 2, còn khi biến đếm 2 về 0 thì sẽ không giảm. Sau đó mình sẽ quay lại xuất lát, kiểm tra, tăng lên, rồi sau đó quay lại xuất lát, rồi kiểm tra, rồi tăng biến. Đến khi mà biến đếm 1 bằng 15 thì sẽ đi theo đường sai này, đi xuống đây và kiểm tra biến đếm 2. Biến đếm 2 lúc này, giả sử biến đếm 2 bằng 0 thì nó sẽ đi theo đường này và quay lại cho biến đếm 1 bằng 0, vì biến đếm 2 bằng 26, mình sẽ trả lại từ đầu. Thì trên đây là toàn bộ lưu đồ của mình. Tiếp theo sẽ đến phần viết code. Đầu tiên mình sẽ thư báo thư viện số 887. Tiếp theo sẽ là cầu chì, bởi vì mình sử dụng tần số là 10 MHz nên sẽ là HS. Thư báo. Sau đó mình sẽ định nghĩa các chân. Chân CK0 sẽ là chân D0 sẽ là cấp xung dịch vào, chân D1 sẽ là chân dữ liệu, và chân D2 sẽ là chân cấp xung mở ra, dịch ra. Sau đó mình sẽ khai báo mảng cho lát 7 đoạn. Mỗi đoạn tương ứng từ 0 đến 9 sẽ là 0x0, 0x9.
ra mã vạch đoạn từ 0 đến 9. Tiếp theo mình sẽ khai báo một số biến để chạy trong chương trình, là biến đến 1, biến đến 2. Còn các biến mình sử dụng sau thì mình sẽ khai báo sau. Tại vì mình sử dụng kiểu dịch dữ liệu nối tiếp nên là mình sẽ viết chương trình để xuất một bài để xuất dữ liệu. Tại vì cái này là xuất theo kiểu đây sẽ lấy lớp 1 sẽ lấy bài thấp nhất và lớp 2 sẽ lấy bài cao hơn, lớp 3 lấy bài cao hơn nữa và lớp 8 sẽ lấy bài cao nhất. Mình sẽ khai báo một biến nội là m và x để chạy chương trình con này. Sau đó mình sẽ khai báo một biến biến mục đích là visery là vị trí thứ bảy của vx. Sau đó mình sẽ cho biến x làm biến trung gian, sẽ cho biến x bằng biến xuất, và sau đó mình sẽ cho chạy 8 vòng một bằng 0. Thì mình sẽ cho dữ liệu ra chân data với dữ liệu là vectorsery với kiểu vec như thế này. Sau đó thì mình sẽ cho cấp xung để dịch dữ liệu vào. Sau đó mình sẽ dịch bài x qua bên trái một bit. Với kiểu dịch như thế này thì từng bit của bài là đầu tiên bit thứ 7 sẽ được quét, sau đó dịch trái và ít dịch trái một bit thì bit thứ 6 sẽ thế vị trí thứ 7 này, lần lượt 8 vòng thì các bit từ bit thứ 7 về bit thứ 0 sẽ được quét. Đây là chương trình xuất một bài, quét số một bài. Tiếp theo mình sẽ có 8 lát nên mình sẽ viết chương trình cho xuất 8 lát luôn. Bởi vì mình chỉ sử dụng lớp 7, lớp 8 và lớp 1, lớp 2. Còn lớp 3, 4, 5, 6 thì mình sẽ hiển thị là 4 dấu gạch nên mình sẽ khai báo chung cho 4 cái này luôn là một biến. Mình sẽ so cho xuất một bài. Liệu 4. Liệu 2, bởi vì có 32 bit nên mình sẽ lấy 8 bit cao nhất thì mình sẽ dịch dịch phải 24 bit. Tiếp theo thì sẽ dịch lấy 8 bit tiếp theo thì sẽ dịch 24 trừ 8 là 16. Sau đó sẽ lấy 8 bit tiếp theo sẽ là 24 dịch 8. Tiếp theo sẽ là liệu 2. Sẽ là được không? Sau đó mình sẽ cấp xung để cho phép xuất. Cấp xung để xuất. Đây là chương trình con xuất 8 lát. Tiếp theo là đến chương trình chính. Ban đầu thì mình sẽ khai báo ngõ D sẽ là ngõ ra. Sau đó mình sẽ tạo vòng lặp và sẽ ban đầu thì sẽ cho biến đếm 1 bằng 0. Biến đếm 1 là đếm từ 00 đến 15, còn đếm 2 sẽ bằng 26, và biến đếm 2 sẽ đếm từ 26 về 00. Sau đó mình sẽ cho gạch. Gạch là bởi vì mình xuất 8 lát thì mình cho cái này chung một biến nên sẽ là mã gạch là BF, không ít BF, một dấu gạch là không ít BF. Ở đây mình có 4 dấu gạch thì sẽ là không ít BF, 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 BF. Sau đó mình sẽ dịch ra. Sau đó mình sẽ cho chạy 10, 16 vòng đi.
Tại vì từ 0 đến 15 là sẽ 16 vòng, còn từ 26 về 0 chỉ có 14 vòng thôi, nên mình sẽ ưu tiên chọn vòng lớn hơn. Một mình sẽ cho bằng mã bảy đoạn. Đếm 1 lấy phần nguyên. Đếm 2 sẽ cho đếm 1 chia lấy phần dư. Đếm 3 sẽ lấy mã bảy đoạn. Đếm 2 lấy phần nguyên. Đếm 4 bằng mã bảy đoạn. Đếm 2 chia lấy phần dư. Sau đó mình sẽ cho suốt 8 lát theo thứ tự là, bởi vì yêu cầu của đề bài là lát 12 đến từ 0 đến 15 và 78 từ 26 xuống 0. 12 12 12 là từ 0 đến 15 là tương ứng với tầm 1 và tầm 2. Còn 78 sẽ là biến đếm từ 26 về 0. Mình sẽ lấy tầm 3 trước, tại vì nó hàng chục, đến tầm 4, sau đó đến gạch và tầm 1 và tầm 2. Okay. Sau đó mình sẽ cho delay khoảng 300 mili giây đi. Sau đó mình sẽ kiểm tra điều kiện khống chế. Nếu mà đếm 1 mà bằng 15 đồng thời đếm 2 thì bằng 0 thì sẽ thoát vòng lặp. Còn nếu mà đếm 1 bé hơn 15 thì đếm 1 sẽ tăng một đơn vị. Nếu đếm 2 lớn hơn 0 thì đếm 2 trừ 2 đơn vị. Sau khi thoát vòng lặp thì mình sẽ cho nó lặp lại. Thì đây là toàn bộ chương trình. Mình chưa khai báo. Tiếng tạm 1, 2, 3, 4. Tiếng Y sẽ dập kiểm tra có lỗi không. Biến gạch nữa. Biến gạch sẽ là N32. Đây mình sẽ nạp chương trình và chạy thử. Hai bốn hai hai mười mười tám mười sáu mười bốn mười hai mười tám sáu bốn hai không. Khi các bạn thấy không, nó đếm đến bên đây nó về không rồi mà bên đây nó vẫn đang là 13 nè, có nghĩa là nó phải chờ hai xung để được đếm vòng tiếp theo. 10, 2, 0. Bên đây vẫn là 13, 14, 15. Thì tại vì nó trễ 2 xung nên nó phải chờ 2 xung. Đấy, nó sớm hơn 2 xung nên nó phải đợi bên lớp 1 nó 2 xung. Thì mình đã viết chương trình, viết lưu đồ, viết vẽ mặt nguyên lý theo yêu cầu của bài tập 5. Trên đây là toàn bộ phần trình bày của mình về bài tập 5. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.